Thưa quý vị, chiều nay, đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, trưởng đoàn khảo sát Phạm Tất Thắng và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết. Tính đến ngày 3 tháng 12 năm 2021, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng có 16 đảng bộ trực thuộc và 533 tổ chức cơ sở đảng. Tổng số đảng viên là hơn 60.000 đồng chí, tăng hơn 50% so với năm 2010. Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm tình hình đảng bộ thành phố, nhằm quán triệt, triển khai nghiêm túc, đạt hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chú trọng đảm bảo số lượng và cơ cấu đúng quy định. Các cấp ủy đảng từ thành phố đến cơ sở đã triển khai nhiều mô hình hay, cách làm mới trong công tác xây dựng đảng. Tuy nhiên, nội dung sinh hoạt định kỳ ở một số tổ chức cơ sở đảng có lúc có nơi còn chưa đảm bảo. Việc thành lập tổ chức đảng, phát triển đảng viên ở khu dân cư, các trường mầm non tư thục, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn nhiều khó khăn. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy luôn chú trọng và xem công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trên địa bàn là nhiệm vụ mang tính then chốt, thường xuyên và liên tục, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận về một số mặt hạn chế thời gian qua và đề xuất với đoàn khảo sát một số kiến nghị liên quan đến công tác xây dựng đảng trong tình hình hiện nay. Kết luận buổi làm việc, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng ghi nhận những kết quả đạt được thời gian qua của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhất là trong công tác xây dựng đảng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, nỗ lực hơn nữa trong khắc phục các hạn chế. Đối với những đề xuất kiến nghị của Thành ủy Đà Nẵng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương ghi nhận và cho biết, Trung ương sẽ tiếp tục tổng hợp, xem xét và cho ý kiến để tích cực cùng với địa phương giải quyết các khó khăn vướng mắc, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong tình hình mới.